Quốc Phương, 3 tháng dành cho Đông Á Thanh Hóa và đội khách vươn lên sân 1-0. Một pha đá phạt quá đẹp mắt của Quốc Phương. Đó là bàn thắng thứ 16 của Đông Á Thanh Hóa mùa này. Họ nằm vào trong top các đội bóng có hàng tấn công tốt nhất. Niềm vui của suýt các cổ động viên Thanh Hóa đang có mặt trên sân vận động Quy Nhơn. Và lần thứ hai liên tiếp trên sân nhà đội bóng của huấn luyện viên Đức Thắng bị đối phương vươn lên dẫn trước. Vẫn là một quả đá phạt. Vòng đấu thứ 9 là quả đá phạt của Hoàng Đức, câu lạc bộ Viettel. Và vòng đấu này là quả đá phạt trực tiếp của Quốc Phương. Thủ môn Vũ Tuyên Quang đã làm tất cả nhưng không thể ngăn chặn được bàn thắng vô cùng đẹp mắt này. Đó là pha lập công thứ hai của Lê Quốc Phương mùa này. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại một lần nữa bàn thắng của Lê Quốc Phương. Bóng đi vào góc khó. Ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, Đông Á Thanh Hóa đã vượt lên.